Làm sao để nổi tiếng ở trên mạng xã hội, làm sao để có thể xây dựng thương hiệu cá nhân một cách bền vững? Đây là một câu hỏi mà mình nhận được rất nhiều, và trong một video ngắn như này thì rất khó để có thể nói chi tiết cho các bạn được. Tuy nhiên mình có thể tóm lược lại một vài nội dung mà những ý chính như này. Thứ nhất là các bạn làm video là các bạn phải làm đúng đủ đẹp, đó nó có tính nó như một cái thói quen của các bạn. Thứ hai là khi các bạn chơi các mạng xã hội đấy, các bạn tận dụng lợi thế mạng xã hội để các bạn xây thương hiệu cá nhân, các bạn đừng bao giờ coi thường một view hay hai view. Bạn phải làm nội dung có một cái tâm thế như vậy, tức là các bạn phải nghĩ như này này, giả sử như bạn là một chuyên gia về sức khỏe, bạn chuyên gia về marketing, thì mỗi video của bạn nó sẽ tiếp cận được một lượng người nhất định, có thể là nó chỉ là 100 người, 5 người, 10 người thôi đấy, nhưng mà ở mỗi video ấy, nó sẽ đem lại giá trị nhất định, có thể giá trị truyền về mặt cảm hứng này, giá trị truyền về mặt kinh nghiệm này, giá trị truyền về mặt kỹ thuật này, hay là những cái content, tức là những cái một content nhỏ ấy, tức là những cái nội dung này, nó có giá trị và thực sự nó giúp ích cho người nghe đấy. Nếu mình có một người xem thì thực sự là mình vẫn cố gắng để chinh phục cái người xem đó, họ có thể quay lại và xem tiếp. Đó là khi bạn hiểu được những cái logic cơ bản như vậy thì khi bạn xây trên TikTok hay bạn xây trên YouTube nó cũng sẽ thành công đó. Và khi mặc dù giai đoạn đầu tiên khi bạn bắt đầu bạn xây kênh, nhưng khi mà trước 1.000 follow đầu tiên thì bạn hãy đừng bao giờ coi thường số lượng khán giả ít ỏi đâu nhé. Và đó là cái tinh thần, đó là cái thói quen bạn rèn luyện để nó có thể giúp bạn có thể thành công được. Và ngay thời điểm đầu tiên có thể là 1 tháng này, 3 tháng này, 5 tháng này, hay là nửa năm đầu tiên là bạn đầu tiên sẽ cực kỳ khó khăn, nhưng mà sau này khi kênh của bạn lên 10.000 follow đến 100.000 follow, lúc đó các bạn sẽ cảm giác được giá trị thực sự của những follow chắc và những cái người theo dõi bạn đã giúp đỡ bạn đấy, đẩy cho hành trình của bạn nó trở nên nhanh hơn. Và các bạn nên nhớ rằng online nó sẽ phát triển theo cấp số nhân hoặc cấp số cộng, nên những cái giai đoạn đầu tiên xây dựng cái nền móng của mình là cực kỳ quan trọng. Các bạn hãy nhớ kiên trì làm đúng một điều và mọi kết quả nó sẽ đến sớm với bạn thôi.